Vâng, ông chú ơi, đây thì là ba xe. Đây là ba xe đang dựng đây, cất đây. Ở trên là một xe. Đoàn nó lại khá là đông mọi người ạ. 17 đến gần là 20 người. Đây thì cũng hôm nay trời sương mù, mưa nên là cái tốc độ chở người vào cũng không thể chở được nhiều. Chở một người một thôi, một người một thôi. Không dám chở hai vì đường nó sẽ rất là trơn trượt. Đó. Bây giờ thì em Tuyên đang sắp xếp xe để từng người chở vào mọi người ạ. Đây, đi ban ngày phải bật đèn đây này. Vâng, xin kính chào tất cả cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Thì cuối cùng em Tuyên cũng đã có mặt ở trong thôn Đề Chia, vừa mới sắp xếp xe cho anh chị vào đến bản Đề Chia và cũng vừa mới đèo các anh chị. Em Tuyên nói thật với cô chú là rất tiếc vì bản thân em Tuyên chỉ có một mình. Hôm nay không có ai để cầm hộ em Tuyên cái máy quay. Nếu mà cô chú nhìn thấy cái con đường mà có nghĩa là mọi người lúc đấy, đầu tiên em Tuyên có quay một chút xíu đúng không ạ? Mù không nhìn thấy mũi gì cả. Hôm nay các anh chị bảo đang đi trên mây, vừa đi vừa nói chuyện và cũng nói qua để cho anh chị biết được cái lịch sử của cái thôn Đề Chia này, hình thành cái thôn Đề Chia đến có ngày bây giờ. Và các anh chị bảo sướng thật, thích thật vì đang đi trên mây, đi trên cái cung đường mà gọi là cái mình nhìn không quá được 2 mét mọi người ạ. Đấy, không nhìn thấy gì cả. Các anh chị bảo ui, đi cái thời tiết đây nó rất là hay. Và đây mà đặc biệt vào đến thôn Đề Chia thì nó quang. Đấy, thực sự là tuyệt vời. Và bà con cũng đang ở trong này thì nó rất là đông đủ rồi, và lợn đã mổ và anh chị cũng đang trải nghiệm và đang có những cảm nhận về cái cung đường mình. Thì bây giờ em Tuyên xin mời tất cả cô chú anh chị vào để xem là những cái trải nghiệm và những cảm nhận anh chị khi đến với thôn Đề Chia nó như nào mọi người nhé. Đây, các cháu đây. Đấy, các cháu đây thì cũng đã có những cái kẹo mút của xin chào. Đấy. Đã có kẹo mút, có bánh kẹo của cô chú này. Vâng, xin chào. Đấy. Rất là ngoan. Ồ, xin chào. Vâng. Rất là ngoan, bé nào cũng kẹo mút ăn. Vâng. Chào anh. Thế trải nghiệm thế nào anh? Khá là hấp dẫn. Khá là hấp dẫn đúng không ạ? Rồi, xin chào anh cha. Xin chào, hôm nay là nướng kiểu này à? Ây à, được đấy, hôm nay chế biến kiểu này. Chào chú gấu nhá. Đây các chị, các chị chụp lấy vía nha các chị nhá. Chụp lấy vía về dưới thành phố. Chào anh, thế trải nghiệm thế nào anh? Ôi quá, hơi cóng, hơi cóng. Ôi rồi ơi ạ, vâng. Mặt tái, cắt xương đầu. Đấy là cái trải nghiệm đáng nhớ này ạ. Wow. Hôm nay bà con làm quả nướng kiểu này hay đấy. Ý chà chà. Đấy, các cô chú xem này, từ người lớn trẻ con câu đấy đấy ở đây anh Thao đây. Vâng anh, trải nghiệm thế nào anh? Tuyệt vời em ạ. Rất là ok rất là ok. Vâng. Cảm ơn rất là nhiều. Nói chung là vào đây thấy là hôm trước là mua có 40 gói kẹo, vào thấy hơi đông nên là cảm giác là hơi thiếu. Dạ vâng. Hơi thiếu. Vâng, trẻ con đây rất là đông. Vâng. Đấy thì nói chung là hôm nay là rất là cảm ơn anh. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều khi cái đường xá thì nói chung là tại sao khi các anh chị hỏi là nó đi nó có khó không, em chả dám trả lời khó hay không. Nói chung trả lời khó là mọi người lại ngồi lại hoảng. Rất là thích. Thì bảo là thôi cứ đi được. Có những người thì cũng chưa đi bao giờ, thế nên là cũng có phần cảm giác nó hơi mạnh. Đó, vâng vâng. Thì mọi người cũng chưa trải nghiệm. Vâng. Anh thì anh cũng lên một vài lần rồi, thế nên nó cũng không sao cả. Vâng rất vâng. Là, rất là thích. Vâng. Hôm nay là đến là các anh chị đến hết rồi, nói chung là cũng rất là tuyệt vời. Và đấy thì cái không khí bà con vui lắm. Ở đây bà con thì có một cái câu, đây là nước chị ạ. Vâng. Vâng, có nghĩa là bà con đây thì em nghĩ là tầm 90% không nói được tiếng Kinh. Vâng, có nghĩa là cái con đường các anh chị vừa mới đi này, từ trên kia xuống là 2 cây 4, từ cái đoạn đường hơi cua cua vào đấy, đường mới mới đấy, và những cái con trường học và những cái ngôi nhà mà có mái pờ lô mái tôn như này, là đây cái con cái là tất cả là tiền của các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ vào để bà con làm. Kể cả cái trường học này thì em kết nối là do vnpt.net nên xây dựng cho bà con để được đi học. Và cái đường kia bọn em vừa làm là 2 cây 4 trong hơn 1 năm trời, bà con tự khai thác đá, tự đập đá, tự sát đá và tự làm. Có nghĩa là bà con có như nào bà con tự làm vậy. Đấy. Vâng, bà con làm đây có nghĩa là bà con này tự làm hết đấy, từ những con người nhỏ bé này, kể cả những chị em con gái như kia nhá, người bé bé như bạn này thôi, bọn em vác bao xi măng từ cái nhà 3 tầng ấy, ô tô chỉ đến đấy thôi, bà con tự vác
xi măng xuống, vác mỗi người một bao một để bà con làm, chứ không có xe máy đi anh nhá. Bây giờ cũng là khi bà con làm xong đường thì bà con bán trâu, bán bò đi, bán dê đi thì mua được một con xe máy. Vì ngày xưa thì đường nó xấu thì bà con bảo là nếu mà đi xe máy thì có nghĩa là cái tiền đấy mua xe máy về nó sẽ hỏng luôn. Thế là bà con không có. Bây giờ khi có đường rồi thì bà con với cái cuộc sống bây giờ em nghĩ là nó cũng đã khá hơn một chút xíu. Còn anh thì đến đầu thôn thì anh chị, đây là một ngôi nhà nhanh nhá. Còn những cái bóng đèn năng lượng này đều là của các cô chú mạnh thường quân tặng hết, chứ bà con không có tiền mà mua. Cơm bà con không có ăn thì nói gì bà con đã có tiền mua những cái này. Thế là cái thôn Điều Chia này em đã đến đây là 3 năm rồi. Mà bây giờ thì nó mới được như này thôi. Còn bà con còn thiếu thốn nhiều lắm. Nước nôi điện chưa có anh nhá. Đấy. Đây. Vâng. Bây giờ có nghĩa là bọn em muốn là đầu tiên là người ta bảo là điện đường trường trạm có hết đi để cho bà con phát triển hơn. Nhưng mà điện thì chưa có, vẫn là khổ lắm. Nên là cũng đi ngủ sớm nên là sinh ra nhiều cháu. nên là rất là trộm vía các anh ạ. Vâng. Nên là cái cuộc sống bà con thì có cái câu tâm niệm là có thịt là có Tết. Ngày hôm nay các anh chị mua lợn và tặng cho bà con thì em nghĩ đây là một ngày Tết rồi. Chắc gì trong cái Tết Nguyên Đán vừa rồi bà con đã có thịt ăn như này đâu. Đấy, nên là hôm nay có thịt là có Tết rồi, chứ không cần cứ thì ngày Tết, cứ có thịt là có Tết rồi. Còn bình thường bà con chỉ có mèn mén và ăn nước trắng kia, không phải nước sôi chứ, nước mưa luôn đấy, cái gọi nước lọc ấy luôn đấy. Đó, nên là chứ hôm nay là ăn uống đầy đủ như này thì bánh kẹo xong rồi lại có quà nữa thì em tuyên là gọi là đại tiệc với bà con rồi. Vâng, nên là cũng cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Đây là những gọi là bồ lão ở đây anh ạ. Tự làm hết. Tất tật. Vợ Lý ạ. À vợ Lý ơi, bảo mi tu quét hết này đi, ăn nò mỏ quét hết đi để tí là ngồi rộng. Đó. Vứt hết đây này. Mượn cái chổi. Chổi à. Đi lấy cái chổi nào. Lấy cái chổi cho chú nhanh. Đó. Có nghĩa ở đây là bà con hiện tại đang cái mùa khô này, đang không có nước này anh này. Cái bể của em đây là bọn em đổ đường hết rồi này. Bà con đang đi xách từng can nước này về. Đó. Ở trên này thì núi đá 100% là bà con chỉ trồng ngô chứ không hề là có lúa. Lúa là phải ở những vùng gọi là có sông có nước. Đó. Nên là đa phần là có chỉ sông mà mình không hút được nước lên à? Không dẫn được nước lên à? Nó cao lắm anh ạ. Cao lắm. Cái cây cầu đấy là cái cây cầu đầu tiên em bén duyên với cái thôn Điều Chia này. Ngày xưa nó là một cái cây cực khỉ. Nhìn thế này thôi anh ạ, từ đây xuống nó phải cây số. Vâng, đúng rồi đấy, đúng rồi anh ạ. Phải cây số đấy. Nếu mà anh chị đi bộ ấy thì leo lên thì em nghĩ phải rơi vào hơn một tiếng. Vừa đi vừa nghỉ, nó dốc. Còn nếu mà đi xuống thì tầm 20 phút. Đó. Nó nhìn nó thế thôi mọi người cũng đấy, nướng thịt nhưng mà rất là thích ra xem này, rất là đông. Đông lắm rồi anh. Hay lắm anh ạ. Tết ở đây thì bà con là sinh hoạt như nào em? Tết ngày Tết ở trên này. Vâng, Tết như đợt vừa rồi ấy thì bà con năm nay thì cũng phát triển hơn một chút xíu là trước Tết thì cũng được các cô chú góp tiền tặng cho một con lợn để cả bản ăn. Còn nếu bà con để mà tự ăn Tết thì gia đình nào có điều kiện thì mới có mua thịt về treo. Bánh kẹo thì chắc chắn là bánh kẹo và hướng dương là bánh kẹo cân rồi. Đấy. Sẽ gia đình thì bắt đầu đến ngày 30 Tết thì bà con sẽ thờ cúng làm những cái phong tục làm lại bàn thờ các thứ. Đó. Những cái lông gà. Thì nữa em đưa các anh chị vào xem có những bàn thờ cái lá tiền trước để bà con làm cũng dọn nhà dọn cửa. Nhưng bà con không có điều kiện để gọi là mời anh em họ hàng đến ăn một bữa gọi là tất niên, không có đâu. Nhà nào có điều kiện anh em họ hàng thân quen thì mới mời đến. Đấy, còn không thì nhà nào biết nhà đấy rồi. Còn Tết thì còn nhà nào gọi là đến có một tí bánh kẹo thì đến, rồi còn chỉ uống chén rượu suông với gọi là nước thôi chứ làm gì có bánh kẹo để ăn như mình đâu. Đó. Khổ lắm. Vừa nãy sau anh em có can rượu mà quên mất nhỉ. Thế là mình sẽ uống rượu ở bản anh. Đây, bà con thì đang nấu những cái món này. Rất là ngon này. Anh lúa. Anh lúa chú gấu. Lúa A, lúa B. Cà đấy nhỉ. Hả? Mang được xe chưa nhỉ? Cà đấy. Đây. À, Trá ơi, em chỉ đạo bà con ra ngoài kia bát đũa chuẩn bị đi. Chuẩn bị bát đũa các thứ đi cho anh. Bát đũa bê ra rửa đi, cái nào bẩn quá thì rửa đi. Em bảo bà con đi, hộ anh với. Trá thì nghe được tiếng phổ thông ấy, thì ấy được.
cái này ca chỉ ca mẹ ca, chỉ ca đấy nhỉ, mẹ là chỉ ca là chỉ no ấy. Đây tôi có chú xem này, các bộ lão này đường thịt này đấy. Cái này không ngon đâu, không ăn được đâu, Phú không ăn đâu nhá. Vui lắm. Miếng thịt nhìn thấy ai không? Tả cái cây to này. Hôm nay không biết là bà con cho ăn những món gì thì không biết. Hôm nay có những món gì đấy anh Bó? Có những món gì đấy? Thịt nướng này, luộc có không? Không biết là bà con cho món gì, hôm nay là mình đi hơi muộn, bà con vào chế biến xong hết rồi. Bà con ăn thịt nướng, vì thịt nướng là mình mua gia vị là riềng mẻ mắm tôm và bà con ít khi được ăn lắm. Vui không anh? Đấy. Vì làm gì có, thỉnh thoảng bà con mới được gọi là miếng thịt riêng mẻ mắm tôm như này ấy. Bà con lắm lúc chỉ mua thịt về chỉ có luộc thôi, không biết có những cái gia vị để làm những cái món như này cơ. Đó. Từ người lớn đến trẻ nhỏ mà tập trung vào chứ không nói gì trẻ nhỏ thích, người lớn mà thích nói gì trẻ nhỏ ấy ạ. Tu han tao súng. Tu han tao súng. Han tao súng po nhỉ? Ipua 100 tuổi rồi. 100 tuổi. Đúng không? Ipua là 100 tuổi đấy. Đó. Già làng thôn luôn ạ. Nhưng mà liệu đến vậy không anh? Đến. 100 tuổi. Vì không, thực ra là bà con đây là cái là không khí sạch thôi. Đấy. Bà con không nhớ sai đâu. Những già làng đấy. Có thể trên giấy tờ thì sai, nhưng mà bà con tự nhớ thì bà con không nhớ là sai luôn. Đấy. Cụ đang ra nấu cơm đây mọi người này. Đấy. Cảm giác nhìn nó khỏe. Vì bà con ấy khỏe lắm. Bà con ấy làm đá làm nước khỏe lắm. Rồi. Rồi. Hầu Dinh ấy. Đấy. Cụ vẫn hút thuốc lào, thuốc lá ấy ạ. Chắc ở bản này có mỗi cụ, hai cụ này là có tuổi đúng không? Vâng, lớn tuổi nhất, vâng. Sau chuyến này đi, vợ con nấu cơm khê ở thành cơm ngon. Mua đi. Đúng rồi. Chuẩn chưa? Quá chuẩn. Các đầu bếp được chia. Hôm nay mọi người là ăn đúng kiểu bản địa luôn. Bà con chế biến thế nào thì ăn như vậy. Đó. Mình vào bà con làm xong hết rồi. Bây giờ chuẩn bị là thái thịt luộc. Vâng. Để đầu đấy. Đây, lợn đen. Lợn đen hôm qua mua lợn bản luôn mọi người. Ăn rất là tuyệt vời. Ngon lắm. Bên này anh Chính, anh Thà đây. Cà đấy. Nghe. Đừng có lệch không là tao ở luôn thế này nhé. Ai kinh nhỉ, tình tướng. Đấu quá. Đây. Thịt thì đã xong rồi đây mọi người này. Đó. Những miếng thịt rất là thơm. Ây da. Đây này. Em tuyên thích ăn những cái thịt gọi là thịt lạc, cái này ăn cực kỳ ngon luôn. Ấy, cái. Rất ngon đúng không? Đói như này ăn cực kỳ ngon luôn. Đây. Trẻ con này đông rồi đấy. Đây ạ.
Đây, cái đường đi này xuống thăm đường bản bà con ấy. Đây, chỗ này thì bọn em cũng sẽ tương lai sẽ đổ bê tông ở đây để nối vào đến trường học cho nó sạch sẽ. Vâng, đấy là điểm trường học đấy ạ. Còn kia là cái nhà năm bà cháu, tại sao nhìn đẹp nhất chỗ này. Năm bà cháu mồ côi, đó là bố thì đã chết, mẹ thì đi với chồng, để lại năm cháu. Ba chị em gái và hai người con trai. Chị gái thì lớn nhất tuổi nhất là 15 tuổi. Đó, vẫn đang đi học anh ạ. Đây, đây là củ cải anh. Củ cải đấy ạ, củ cải trắng đấy anh. Đây là cái đường này là bọn em cũng đang đổ đây này anh, vừa mới đổ trước Tết đây. Nối đến tận từng nhà một. Khi xong đường kia thì bắt đầu em mới làm cái này để cho nó sạch sẽ hơn. Còn đổ trước đất. Ở đây chỉ có trồng ngô thôi à? Bà con trồng 100% là ngô và rau. Mà ngô đây chỉ một năm ở trên này chỉ trồng một mùa thôi. Vâng, vì nó không, cái thời tiết nó không thuận lợi ấy, nó không có nước anh ạ. Đây em đưa anh ra bên này trước đi. Ra bên này, chỗ bạn đằng bên này thì đưa ra nhà thằng cu em xá, có một cái điểm nhìn khá là đẹp. Nó nhìn thấy sông Nho Quế luôn. Thấy sông, thấy núi. Còn cái nhà bên này này, cái nhà chú già đầu tiên đấy. Chú ấy chú trưởng thôn ở sông này. Nhưng chú đấy lại không biết tiếng phổ thông anh ạ. Cái nhà này tại sao là được nhà bê tông là cũng được các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho xây. Vâng, còn gia đình cũng cố gắng bán bò, bán dê để làm ra. Các cô chú ủng hộ được gần 80 triệu để xây nhà. Nhưng mà làm xong nhà thì vẫn đang nợ một đống tiền. Có nghĩa là xếp đá đây là cái đặc, gọi là cái nét đẹp của bà con trên vùng cao luôn anh chị, anh ạ. Các anh chị ở ngoài vào thấy là chỉ có xếp nguyên đá thôi, không hề có xi măng. Không có xây gì luôn. À có nghĩa, vâng. Đường được đấy. Có nghĩa là đây bọn em đang tự khai thác từng cái tảng đá to như ví dụ đằng bên kia kìa. Đấy. Em khai thác đá ra xong rồi đập đá thành đá 46. Xong rồi bọn em sẽ đập cho máy vào nghiền để đổ đường. Đổ để đường. Đó. Dân ở đấy mổ bạn. Cai đang trêu. Đang trêu. Hôm nay là bọn em di trời hơi mưa nên là đi cũng phải đảm bảo an toàn anh ạ. Cái trải nghiệm nó đáng nhớ anh ạ. Đây ạ, đây này. Đây, ví dụ trong này có một cái xe này là xe của các cô chú tặng cho để bọn em là đi chở xi măng. Đợt trước các cô chú xem video là thấy là các chị em phụ nữ kể cả các cháu nhỏ ấy vác từng bao xi măng một. Mà bọn em không có tiền để bọn em đổ từ ngoài kia vào, bọn em đổ từ dưới này lên, làm ngược cơ anh ạ. Làm ngược. Nên là nó vất vả hơn. Vâng. Đáng lẽ là mình đổ được đoạn đường mới nào thì mình đi thì mình sẽ làm được. Đúng. Nhưng mà kinh phí của em đầu tiên là không có tiền ấy. Nên là làm những chỗ khó trước. Đó. Đây. Anh trải nghiệm đáng nhớ luôn. Cậu kia thì cậu ấy rất là nhát. An tâm hết rồi, bây giờ cả đoàn vào đây 100% là hoàn hồn rồi. Không biết ai nhảy nhảy xuống không biết. Đoàn mình lên đây này đi thăm ai nhảy xuống của các bà con. Hả? Ai nhảy xuống? Thành mà cắt được tí mỏng. Đi lên mới khổ. Cháu này trộm vía này. Ngoan. Ngoan thật sự. Con là lía này mũi cao nhìn đấy. Thích thế. Đấy, và các anh chị ở đây là nếu mà muốn thích cháu trai cháu gái thì em giới thiệu những hộ gia đình có tầm 4-5 người cháu trai hoặc 4-5 người cháu gái này để bế là trộm vía lấy vía về gia đình mình. Đáng nhớ luôn mọi người ạ. Đây ạ, đây mình ra cái điểm này. Điểm này để cho mọi người thấy luôn. Kia cái xe kia cũng là xe các cô chú tặng cho để bà con đi chở xi anh ạ. Vì vất vả đây này. Anh đi vào cái đường này. Đây này bà con khai thác đá đây anh xem này. Cái đẹp bà con chỉ có xếp đá này thôi. Đấy.
mà cái tường không cần cao. Đấy. Bà con tự khai thác đá thành những viên này, xong đập ra thành những cái viên đá thế này này, xong rồi cho vào máy nghiền đây. Đó. Mà cái máy nghiền đá này là các cô chú tặng tiền để mua về. Đó. Bà con chặt đang để cố gắng để xây nhà anh ạ. Đi vào đây để đưa anh chị tranh thủ vào đây, có một cái điểm khá đẹp, có thể check in làm kỷ niệm. Anh lên đi ạ. Đúng rồi đây ạ. Đập đá là để nghiền, để đóng gạch để xây nhà đấy ạ. Đây là nhà của em Xá đấy. Em này là cũng được Mạnh Thường Quân ủng hộ nha anh nhá. Tất cả cái mái tôn đây đều có bàn tay của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho. Đây là những cá nhân mà làm đường cũng khá là tốt. Em Xá này là em béo nuôi đón đoàn mình đấy ạ. Em đấy biết tiếng phổ thông ấy. Đây. À, quên. Em đưa mọi người ở đây. Đây này. Đi đây. Bên này ạ. Đây, chắc bà con đây bên này. Đây à, em đưa mọi người đi cái điểm khá là đẹp đây. Đây. À, đưa anh chị ra đây check in một chút xíu. Cái điểm đẹp nhất ở chỗ này. Ủa, đây có phải sông Nho Quế không? Đây là sông Nho Quế đây chị ạ. Vâng. Cái nhà này cũng có điều kiện đấy chứ. Không, cái nhà này là Mạnh Thường Quân ủng hộ cho anh chị nhá. Chứ không phải là bà con có tiền đây nhá. Bà con là đi làm sau 2 năm làm đường thì thấy cá nhân khá là tốt, mà thấy sự nhiệt tình của bạn ấy làm trong suốt 2 năm để làm cái con đường với cầu thang nữa. Thì các cô chú ủng hộ cho, chứ không bà con không thể có tiền để xây được này. Nhà em này là được ủng hộ gần 100 triệu để xây nhà. Đây là nhà của anh á? Không ạ. Nhà của một bạn ở trong thôn Đì Chia này. Em đấy là được các cô chú ủng hộ cho. Đó. Chứ ngày xưa em lấy nhà cũng như cái nhà này này. Chứ không phải là nhà như này. Bây giờ được các cô chú ủng hộ cho thì mới được xây những cái nhà như này. Vâng. Đây là sông Nho Quế đấy ạ. Nho Quế. Đó. Nho Quế. Đấy, các anh chị đứng ở cái view này chụp ảnh thì cực kỳ đẹp luôn. Đây, anh lì xì tuổi cho vợ A Thà của chú ạ. 6 người con và 2 vợ chồng. Nhà bé tí luôn. Đấy, hiện tại anh chị em mình vào có tầm mấy người thôi, đã chật hết rồi. Chị này sinh năm bao nhiêu anh? Em này trẻ thôi, em này có 96 à? Ừ, 96 mà 5 con. Thế thôi, mấy em này trẻ cực kỳ luôn ạ. 96 mà 6 người con. Vâng. Để tại đây luôn à? Để tại đây luôn. Để 51 luôn đấy. Em đấy có là lấy chồng phải tầm 16 tuổi, các em đấy là 16 tuổi các em đã lấy chồng rồi. Đấy, anh kiểm tra. Gia đình là ba và cháu ngủ trong hang đây ạ. Thì tụi nỉa đang ngồi đây. Đây anh xem này, đây. Ba và cháu đây. Đợt đầu tiên là em xây đây thì bà cũng qua quá trình ở thì nói chung là bà con cũng không thể giữ được, không thể trách được. Đây, bà con cái phong tục nó phải có vải đỏ ở đây. Bản sắc là ấy rồi, không sai. Mà xây nhà đặc biệt nhá anh nhá, đây là ví dụ em giới thiệu một chút này. Bà con luôn luôn phải có cái cột ở đây. Khi em lần đầu tiên em xây nhà em không biết bà con phong tục ấy. Mọi người vào xem lúc nào phải có nhà. Ôi. Phải có cột. So sinh chứ tôi nhỉ? Phải so sinh với tôi chứ. So sinh là xin cảm ơn anh ạ. Vâng. Cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Được à, vâng. So sinh này vâng. Có cái cột này để phong tục ạ. Thì trước thủ Tết anh. Cháu và Lồng nhá. So sinh. Là cho anh lấy ủng hộ y trọ mà chỉ mua so sinh à nhé. Hả? So sinh nào? Bắt tay anh ạ. Bắt tay. Cảm ơn nha. Người bé tí rồi anh ạ. Đấy. Cảm ơn nha. Ok. So sinh nha. Rồi so sinh. Ok. Rồi ok. Anh xem đấy. Cái đây là con gái của bà. Đây con dâu. Con dâu. Con dâu đây chính là cái nhà kia. Cảm ơn em. Rồi, ok em. Xem nhà, đây là nhà này hiện tại là hai người, hai vợ chồng với một em gái và một em trai. Đấy ngủ ở cả cái nhà như này. Thế này thôi. Làm gác xếp để đồ à? Vâng, để đồ đó chứ không thể ngủ đây ạ. Vì nó toàn là bóng hóng ấy, không đấy, nhà đây. Anh xem cái giường của cháu nhỏ đây. Em anh vào đây thử trực tiếp này. Một cháu trai ngủ ở chỗ này anh nhá. Anh nghĩ ở chỗ này sẽ không ai ngủ nhưng mà một cháu trai đang ngủ ở trong này này. Còn không có chỗ để mà nằm á. Hay xem này. Không thể nằm được luôn nhưng mà vẫn mình cứ tưởng là để đồ thôi nhưng mà đây là một phòng. Chẳng qua là phải đun ở trong này bởi là tối nó lạnh. Vâng. Nó lạnh. Với hai nữa là cái phong tục của người ta phải thế. Vậy gia đình anh ạ. Thật gia đình chưa điều kiện. Nó phải lạnh em ạ. Nó là do lạnh nữa, tối đến em bảo là anh xem nhà này này. Mình ở trong nhà mình vẫn sáng ra này.
thì người ta sẽ trở thành cái phong tục. Vì bởi có bởi có riêng đâu, có cái gì đâu mà. Nếu mà được nhà xây quây kín vào thì bà con sẽ bỏ ngay, vì bà con biết là xây nằm ở cạnh này rất là độc. Đúng rồi. Đúng rồi. Chẳng qua là cái lạnh. Cuộc sống không cho phép thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ ai cũng muốn được cuộc sống. Nhà ở chưa có lấy đâu bếp. Anh đây anh cửa đây anh xem cửa đây này. Cửa cũng đan đan từ cái này ra thôi. Đấy, xưa chưa vẹo đổ hết rồi anh. Đó. Chào Trang nhá. Đi về nhá. Đi nở mỏ chứ làm gì về. Con bảo là mình nhìn đấy là đi gọi sơ sơ qua đây anh ạ. Chứ nhà nào nó cũng giống nhà nào à. Đấy là cái bà mà có năm ấy, năm cậu, con một cô ấy. Đang cậu, ở đây rồi. Các cháu đang ở đây. Các cháu ở kia, một năm cháu một cô thì bố chết này mẹ đi lấy chồng rồi anh. Wow. Còn đây là một hộ gia đình khác ở trong thôn. Em nó đưa đến này. Vàng vàng ấy đúng không? Vâng đấy. Nhà năm cháu đấy ạ. Đến đấy thì đến đấy chơi cho nó tiền. Vâng. Tí nữa có thể anh chị đến chơi, xong rồi em gọi các cháu về. Các cháu đang tập trung đây hết đây này. Thấy có cỗ là thịt thích lắm rồi. Có cỗ có bánh kẹo các cô chú ra. Vâng. À, chị ấy bảo cho Mỹ Tu này về nhá. Hà Nội về Hà Nội nhá. Không, cho về Hà Nội nuôi xong là lớn lại trả. Dạ. Không, có nhiều tuổi không? Không ạ. Đua thôi, đua thôi. À vâng, đây là ông. Vâng, ông 100 tuổi đấy ạ. Vâng. Ông 100 tuổi rồi ạ? Vâng. Ông lớn nhất tuổi trong thôn này chị. Ừ, thế ạ. Vâng. 100 tuổi luôn. Vâng. Móm hết rồi. Làm gì 100 tuổi. Hả? Ông làm gì 100 tuổi. Đấy, ông được chưa? Ông bảo là y bùa, y sùng à? Đúng nhỉ? Y bùa sùng. Có nghĩa là tiếng Mông là 100 tuổi. Vâng. Làm gì? Thì ngon không? Người già ở đây người ta nhớ. đến. Các anh chị là lì xì đó. Móm hết rồi. Anh Chính. Đấy. Vui quá. Không nhớ được. Đến. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây. Các anh chị đang thái thịt đây. Hôm nay cũng không phải bỏ đâu. Tật, cật, tật. Đấy, tài đấy. Tật tí nữa mình không mày mới ăn dính. Hôm nay chị thái con dao chắc là to đấy nhỉ. Dao sắc lắm. Vâng. Bảo người ta bảo có tắc em con dao này. Này thích quá này, ăn thích quá đấy. Ôi giời. Thích nhỉ con nhỉ, hôm nay được cô bế từ sáng giờ vào theo cô. Ôi da. Ăn lía đâu nhỉ, mẹ tu lỉa lía cho mù chê nhá. Đi mù Hà Nội nhá. Không thì đi mua Hà Nội mà. Được mà. Cho đi mua Hà Nội. Xin cho anh tí hành. Bảo người ta thái cho anh xin tí hành. Hành lá có không? Hành lá. Anh Giang, anh cho độ. Vâng vâng. Ồ, hành lá bà con ấy. Tuyệt vời quá. Chị đây đang nấu những cái món rất ngon. Đang đồng rồi. Chung ở đây có đủ chỗ nhỉ? Đủ anh ạ. Tí nữa bà con sẽ giải thêm một cái bàn đây nữa. Vâng. À thế thì để cứ mình cứ để hết trong bên này cho tí mình chia ra. Bên này là thịt nướng này. Wow. Tuyệt vời quá chị. Cảm giác này mình thích không chị? Rất là cái cảm giác gần gũi với bà con chị nhỉ? Vâng. Có nghĩa nếu mà hiểu thì phải gọi người phiên dịch cơ chị ạ. Vâng. Thiệt thòi nhá. Chị bảo lấy cái gì thì phải gọi người cơ. Vâng. Dạ vâng. Mấy ông chủ con này. Ồ ồ. Đây là chá đang đơm xôi ra đây. Xôi hôm nay thì sẽ có hai màu là màu xanh và màu vàng. Màu nhau. Hai màu chứ. Xanh với vàng thôi. À trắng nữa. Màu là anh màu hai màu. À ừ. Màu nè. Màu đấy của trá à. Sao xinh trá nhá. vâng thưa các cô chú thì đây sẽ là một ngày gọi là đại tiệc ở bản Đề Chia luôn. Đấy. Các anh chị thì cũng chị đang rất là vất vả để đào những cái món ăn cho bà con. Đấy. Các bà con thì cũng đang chia nhau ra để làm chia đồ ra. Đấy. Cỗ ở Đề Chia thì luôn luôn là chỉ là 100% là thịt. Đấy.
các anh chị muốn mang những cái món ăn ngon nhất, nhiều thịt nhất đến với bà con để bú đắp lại những lúc bà con ăn mèn mén, ăn rau này. Đó. Đó. Xôi đẹp chưa mọi người này? Wow. Dạ. Dương à? Chị đây là vất vả nhất này. Đi đã mệt rồi, lươn tay lươn chân đảo cho bà con. À thế ạ. Hai bồi lão lúa và à gấu. Ấy. Mà mạo. Mà mạo. Quả nghệ. Vâng, còn cái màu xanh thì là quả lá cây hết chị ạ. Không hề có phẩm nhá. Vâng, hôm qua em đi mua đồ là không. Vâng, lá hết. Lá cây ra. Chứ. Vâng, gạo nếp mình phải đong. Vì bà con đây chỉ có ngô đây ạ. Đấy là các anh chị bảo là cái xôi rất là thơm, rất là đẹp. Hôm qua mình mua cái gạo cũng là gọi là tương đối là ngon đấy, 30 một cân đó. Gạo rất là thơm và xôi rất là dẻo. Các anh chị bảo là nói chung là rất là tuyệt vời khi trải nghiệm qua cung đường mà bà con nhìn đông như hội ấy, như ở hội làng đấy. Đây mọi người xem này, cái khung cảnh thì quá tuyệt vời luôn đấy. Đấy, rất là tuyệt vời luôn đó. Các anh chị cũng rất là vất vả. Chị phải cởi cả áo ra rồi. Như hội luôn. Mẹ đây rồi. Mì tu mì xài đi ruột tè nào. Nhanh xe xay. Mẹ. Mì tu mì xài đi ruột tè nào mỏ nào. Xe xay nào. Chỉ mua ruột tè. Chỉ mua ruột tè. Chỉ mua nào mỏ nhá. Bò. Đi ruột tè xe xay. Đi ruột tè nhanh xe xay. Chỉ mua ruột tè. Chỉ mua nào mỏ nhá. Xe xay. Đi ruột tè nào mẹ. Bây giờ thì sẽ cho các bé đi rửa tay xong các bé sẽ ngồi ở trước. Đấy. 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 Nào rộng đi mẹ. Rộng đi, rộng đi. Đấy, ta bảo với các em bé là. Đây các bé đang đi rửa tay về đây. Các bé đây thì các bé đấy em bảo vào ngồi nhưng mà chưa dám ăn, bao giờ người lớn vào ngồi hết, bắt đầu xong công việc thì bắt đầu mới dám ăn đó. Các bé ở đây rất là tuyệt vời. Ngồi cho các cháu ăn được. Dạ. Các cháu ăn được. Vâng. Vâng. Cho nó ăn đi. À, vâng cô chú ạ, bây giờ thì bà con đã tập trung hết ở đây rồi. Vâng, và thưa các anh chị thì bây giờ thì các anh chị cũng đã ổn định vào mâm rồi. Thì bây giờ thì em sẽ có một cái trước khi ăn cơm ấy, thì em cũng muốn là cho bà con, nhất là các trẻ nhỏ này, phải biết là nói cảm ơn. Vì khi các anh chị đến đây thì nó là món quà quá là quý giá rồi. Nên là em phải tập cho bà con, cấp nhất là các trẻ nhỏ biết để cảm ơn những người lớn đã mang quà cáp cho mình. Vâng. Bây giờ Sá ơi, bảo các bé nhỏ nhá. Đồng thanh nói theo anh nhá. Mẹ chị cứ nên lo hãy chạy hãy chạy nhá. Nhớ chưa? Nói lo lo vào nhớ chưa? Nào. Ê nó cho làm thành sắc ơi. Chúng con. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Các bác. Các bác. Các cô các chú. Các cô các chú. Đã đến chơi. Đã đến chơi. Đã đến thăm. Đã đến thăm. Đã có quà. Đã có quà. Đã có cỗ. Đã có cỗ. Thật to. Thật to. Thật vui. Thật vui. Chúng con. Xin cảm ơn. Vỗ tay. Ba tay.
bây giờ thì vẫn chưa ổn định thì bây giờ thả bắt nhịp trước khi ăn hát một bài tặng các cô chú nào. Okay. Nào. Hát một bài nào. Hát một bài nào. Tặng một các cô chú một bài nào. Rất ít khi biết hát tiếng phổ thông nhưng mà bây giờ các cháu đã đi học rồi thì tặng một bài các cô chú. Tặng một con lợn thật to, chúng ta phải tặng các cô chú một hai bài hát chứ. Nào. Thả đứng dậy bắt nhịp cho chú nào. Hát. Hát nào. Dễ chỉ cậy ta. Hát câu cái gì? Nào. Hát câu gì? À, rất là vui mọi người, tuyệt vời. Rồi. Thế nào, xã hỏi cho anh, hôm nay có vui không? Nấu nền nếp của rau xía à? Không, nói bằng tiếng phổ thông. Nói bằng tiếng phổ thông, có vui không? Vui. Có thích không? Thích. Bây giờ thì dậu đây, chúng ta chuẩn bị ngồi nó mỏ nhá, ăn cơm nhá. Đấy. Rồi bây giờ thì, đâu xá sang bên này đi. Trước hết thì anh Thao ạ, thì chú sử trưởng thôn thì chú đang có bận công việc, đang về sau. Thì... hôm nay thì rất là tuyệt vời, một lần nữa thì cho em cũng đại diện gọi là thay mặt bà con Thổi Chia rất là vui được kết nối đến anh. Anh đã mang quà, mang cỗ cho bà con ngày hôm nay thì với cái câu bà con nói là có thịt là có Tết. Thì một lần nữa cho em được thay mặt bà con Thổi Chia xin gửi lời cảm ơn các anh chị đã bố trí thời gian không quản ngại đường xá xa xôi rất vất vả để đến với bà con và ngày hôm nay thì thực sự là ý nghĩa luôn. Anh rất cảm ơn em vì đã kết nối cho anh để các anh em của anh có cơ hội để mà gần gũi bà con hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng. Thế thì xá đại diện thôn nào cho em này cũng muốn là đại diện thôn là có lời cảm ơn các anh chị. Okay. Vâng. Vâng. Thì em này rất hiếm, em rất ít khi biết nói tiếng phổ thông. Yeah. Xá đây. Thì em chắc là cả các anh chị ra thăm bà con thì mọ một con lợn chắc là to giống như Aptec. Bà con này nó không có tiền mua lợn to. Thì các anh chị nó vào tham gia đình thì ra thôn này thì nó khó khăn. Thì bây giờ thì mua một con lợn am là chắc là đẹp, ngọt. Thì cảm ơn các anh chị tất cả mọi người thì am sức khỏe được may mắn nhiều hơn ạ. Ok, nha, yeah, ok, ok. Ôi, ôi, bây giờ thì thôi, bên em này nó mở đi, tao lên nó đi. Nào. Ôi, Phú đâu rồi? Phú đại diện cầm rượu đi, mời các anh đi. Hầu chơi đi. Ôi chuột chào đón anh ơi. Chào anh ơi. Hầu cầm chơi đi nào. Y tù y chê à, y tù y lu hầu chơi nào. 1 2 3 vô nào. Nào. Xá đâu rồi? Xá vào đi. Anh cầm máy quay cho. Đâu? Anh em mình ơi. Hay bắt. Hay bắt. Hay bắt. Tuyệt vời quá. Vâng. Mời các anh. Lọ dễ tin. Quá tuyệt vời luôn. Đây còn một mâm nữa vẫn là người đến. Tuyệt vời. Rượu ngon. Dạ vâng. Mất mọi người ạ. Chị ạ. Vâng. Ê! Tàn thành một con như. Các anh chị dùng điện. Alo, nó chỉ lồng vào lồng. Nó mỏ đi, nó mỏ đi. Để tái nhá, tao giàu ta, tái ơi. Vợ liếc có hầu trơ, mỉ hầu trơ. Sang mời các anh nhá. Sang mời các anh mỗi người một chén. Đấy, các anh này hầu tà hết đấy. Xa ra một tí ở đây đi. Đông quá thì có người ra đấy. Ôi, rất là tuyệt vời. Sáng đấy, sáng ngồi đi. Xong còn ai nữa không? Đó. Đúng rồi, nó mở đi đúng không chị? Nó mở đi. Này chỉ lo thì tú tôi tôi ai? Đấy, bên này nó mở hầu chơi thôi. Đấy, hầu chơi thôi, hầu tà đây nhỉ? Vâng. Thì nó về đi. Dạ vâng, các anh ngồi đi ạ. Vâng. Đấy, một ngày rất là ý nghĩa. Đấy, bà con đã vào mâm, đã ngồi. Thì bây giờ rất là bao tiêm ơi. Các cô chú cảm ơn các anh. Đây này. Những hình ảnh này rất tuyệt vời nhất này mọi người này. Đó. Chào chào. Ca chị ca. Hả? Ca. Nó đi nhá. Dài. Bên này ca chị ca. Hả? Ca. Hả? Rồi. Quá nha.
và to mua rõ mà ta chỉ ca mẹ là chỉ non hả mày là mạ non nha. Mình chính đây hết rồi chị. Vâng. Ôi trời ơi, gấp cho chị đi ạ. Chú gấu hầu chơi đấy. Ai à? Đi bát à, tàu đấy. Nu à, mê mê này nhá, đéo anh chị mù nhá. Vò nhá. Anh này, anh đi giao lưu này. Hầu tà nhá. Đấy, hôm qua là bà con phải đi chở từ ngoài kia vào, chở xe máy ạ. Phải buộc vào để chở cho nó gọn. Vâng. Xong bây giờ bà con sẽ tách ra anh ạ. Thì đây mọi người chị cũng đã cơm no và rượu cũng đã gần say rồi. Thì đây các anh chị cũng đã bắt đầu mang những phần quà ra. Đó. Đây thì đây là đoàn của anh chị là Thao Huyền cùng những người bạn chương trình tình nguyện thôn Đề Chiêu Bên Hà Giang. Thì đây là các anh chị đến từ Phúc Thọ mọi người nhé. Thì rất là vui khi các anh chị có duyên đến từ các anh chị từ Phúc Thọ, Phúc Xuyên lên đến với bà con đây. Tuyệt vời quá. Quà thì bà con đã mang này, ăn được đi gạo này, được cái quà này trị giá là 600 ngàn đồng. Có mì tôm này, có dầu ăn này, nước mắm này, mì chính này, muối này, đó. Và anh chị vừa thông báo thêm những tin vui là anh chị còn có thêm những phong bao lì xì đầu năm nữa mọi người ơi. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Đây, anh chị Tao Huyền kia đang chụp bức ảnh kỷ niệm. Thế bây giờ thế này là sẽ gọi từng hộ gia đình ra để các anh chị là tặng quà và anh chị sẽ có một bức ảnh kỷ niệm nhé, đến món quà điều chia mình gọi từng nhà một đâu để cho từ nhà chú xử trưởng thôn đi, từng nhà một. Chú xử đâu rồi, chú xử cho trưởng thôn trước nào. Chú xử ôm thùng mì tôm tượng trưng ơi. Vợ một đâu, chú xử đang rửa tay à? Thêm một hộ này ở đang rửa tay mọi người, đang hoàng rửa đáng về lấy ba vợ. Xe của chú tôi mà đi mà đảo như răng lắc. Xe của chú đấy là cũng chở xi măng với các thứ ui, nhiều ui, anh ạ. Đúng như răng lắc. Vâng. Tí đấy khả năng người chạy chuyến này. Thoải mái ạ, đủ. Đây chú xử đây này. Đây nha, thì xa nói này, đây là các anh chị tặng quà vào mỗi gia đình là có thêm 500 đấy nha. Đứng lên bục đây này. Lên bục đây. Sao sinh nhá. Nhắc sao sinh nhá. Sao sinh nhá. Có gạo này, có mì này, có tiền này. Đứng thẳng đây, đứng hai người đứng thẳng. Sao sinh. Đúng. Đó. Con ở chỗ dưới bên, chỗ chú. Em thuộc cho. Đấy. Về luôn nha. Bê phần quà của chú về luôn. Ok. Bắt tay. Cứ gửi đồng chơi. Cứ gửi đồng chơi. Nó có lưu nghĩa. Cảm ơn anh, rất tuyệt vời. Được tặng quà. Đây, anh giao trưởng đoàn tuyệt vời ạ. Vâng. Đấy. So sinh nhá, anh vừa anh luôn ạ. So sinh nhá, lo lên. Đấy. Quá là ý nghĩa luôn. Ôi. Sao sinh. Ông bà.
muốn bắt tay anh đấy, đang muốn bắt tay anh, Đây, anh ơi, bắt qua. Đi mang mù đi, sau sinh nhá. Chú thôi. Mù luôn mỉ, vui quá. Ai cũng có quà. Đây là lời vía anh nhá. Các anh chị đang ở rất là không muốn bà con nhiều nữa. Đây là vợ của em Xá đấy ạ. Vâng, đây em này. Xin cảm ơn chị nhá. Tôi nở ra thì nó. Anh xếp bà về đi. Tí nữa sẽ đây sẽ là tổng kết cuối cùng đó. Đây là cháu mồ côi đó. Đây năm cháu mồ côi chị ạ. Bố thì chết, mẹ thì lấy chồng. Đang ở với bà đây, bà cũng già lắm rồi. Đâu bà, đây bà báo xanh rồi. Bà cũng già lắm rồi, cũng yếu rồi. Em ơi, vẫn thiếu người này. Còn nhiều người vậy cả. Đây cho ông thề đây. Ông thề cầm cái này vào. Là người cuối cùng để biết nói như nào chưa? Ok. Một nào. Hai nào. Ba nào. Bốn nào. Năm nào. Sáu nào. Cảm ơn chú chứ. Sao lại cảm ơn anh? Tám nào. Còn ai nữa? Tôi lại sợ lại quê đông. Em xin chú nghe. À thì đại diện người ở thôn có lời gì cảm ơn anh Thao, vâng cùng các anh chị đi. Okay. À, nói to đây thì mà chắc là đồng nan này thì phải còn các anh, các cô, các chú, còn các anh chị thì chúng mình qua thì ngày hôm nay thì có thay mặt của bà con đây thì nhận một phần quà chắc là lớn. Không bà con không có gì cho các anh chị của các cô các chú đâu, thì mà ngày hôm nay thì chú các cô các chú thì của các anh chị chúng mình qua một thứ sức khỏe vui vẻ luôn luôn quan tâm nhìn nhiều đường may má có thể cũng chú về cho năm nay mới ạ. Ok, cảm ơn nha. Nào em lên đây anh. Dạ. Trao cái quả này cho em để em em ạ. Anh lên đây thay mặt của em lên đây. Dạ, vâng. Được rồi bà con. Anh dạ. Thay mặt cho đoàn có 10 triệu là gửi đến em
để em làm những công tác làm đường cho bà con. Nhá, thay mặt đoàn là anh gửi đến em. Dạ vâng. Nhá. Thì cũng cho phép em thay mặt bà con được chia xin cảm ơn anh và anh chị đã gửi tiền cho bà con. Đây thì em cũng xin thông báo luôn nhá, thì đấy thông báo cho bà con nhá. Đây là 10 triệu là các anh chị tặng cho bà con chúng ta để làm đường. Làm đường. Sau này có thể làm đường hoặc bể nước. Đúng rồi, làm đường hoặc bể nước, làm những công việc chung. Ok. Ok, vâng vâng, em cảm ơn anh chị. Vâng. Thế là tổng 12 triệu nhá. Ok. Đó, để thông báo cho bà con biết. Là tao Huy làm những cái công việc chung cho thôn. Là tao Huy lên, đây chú ấy, tao con cho đi mà, là cho thì xin chào nhiệt ti cho cư này, mà là mua tao có chỗ mà giờ thì ok được chưa thì, ý phụ ok ý phụ có đây ha, chỉ muốn nóng xa nhá, ngon gì ấy, bây giờ nhá, sáng ơi, bây giờ các anh chị này đã tặng quà cho chúng ta thì bây giờ chúng, sáng, thế, hey, chứ cứ các anh chị tặng quà chúng ta, bây giờ anh nghĩ là chúng ta cả thôn chúng ta cùng nhau đến đêm ba vẫy tay cảm ơn anh chị một lần để ta có những món quà rất là to cho bà con chúng ta. Hôm nay đại tiệc luôn, quà vừa ăn vừa được quà lại còn say no nê nữa thì quá tuyệt vời rồi. Nên là mình có vù hết mà. Đây là Tết 2024 đấy. Nào, bây giờ chúng ta cũng đến đêm ba nhá, tất cả mi tú mi xài hô tài nhá. Nào, 1, 2, 3. Xin cảm ơn các chú, các em chị ơi. Vâng, tuyệt vời quá anh chị ạ. Vâng, okay, cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn em. Một ngày thật là ý nghĩa đây thì rồi, bây giờ là các bà con thì mang quà về đi. Thầy bảo các bà con mang quà về đi. Xong rồi các anh chị sẽ đi tham quan. Đây cứ tầm một chút chua muốn như chua hả? Đấy thì bà con bên kia thì đang gọi là thế hôm nay anh cho anh hỏi thầy một xíu. Có vui không? Có, ngày hôm nay rất là vui. Cảm ơn luôn. 2024 thì ngày hôm nay thì rất là vui. Nhìn quà rất là lớn luôn ấy. Thì bây giờ thì các anh chị sẽ đến thăm đến ngôi nhà của năm cháu mồ côi. Đâu rồi thì Di chạy xe say. Nó vác 20 tấn gạo kìa. Đâu? Di mò đi xe say đi. Di nhỉ hay mò nhỉ? Kia là gì? Kia là gì chứ? Gì? Gì? À đâu mò chứ? Chả mò chả gì chả biết. Nhìn ở sau không nhớ mặt luôn. Vâng. À không, đây nhà khác anh ạ. À, bà nữa là ở bên kia. Đấy. Đây là nhà năm cháu mồ côi ạ. Đây là nhà lại kêu gọi hỏi được đây đúng không? Dạ vâng ạ. Đây là nhà này thì cũng được các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xây tặng cho. Vâng. Này, cũng đi lấy củi về, lấy ngô về để trồng đây. Đâu rồi? Đây. Nhà to nhất rồi. View đẹp nhất. Như nào nhỉ? Như nào nhỉ? Cháu chào các chú. Xin chào. Làm mũi đi. Ria đâu? Ria đâu? Tù Ria đâu? Đấy. Đấy, cháu chào các cô chú. Nào, chào lại nào, cháu chào các cô chú. Cháu chào chú. Đấy, rất là lành. Tục bò đâu, gọi tục bò đây nào. Bây giờ thì ai ủng hộ thì cứ ủng hộ. Ơi, như nào nhỉ? Quay lại, cháu xin chú. Mỗi người một tờ thôi. Còn nhà khác nữa. Rồi, thì cho mỗi nhà. Đây, chú cho nha. Ngoan nha. Ôi, tuyệt vời quá. Năm đứa nhá. Đúng rồi, ra bắt tay các chú nào, nhanh lên. Chị Thà đâu rồi, ra bắt tay chú nào. Ra bắt tay các chú nào. Quán chỗ là cho tiền đi, cho mua đi. Ra bắt tay các chú nào, các chú cho rất là nhiều tiền. Ra bắt tay các chú, cảm ơn các chú nào. Chị cả đâu rồi. Ok. Chị cả, ra bắt tay nhanh lên. Cháu cảm ơn các cô chú nào. Ok nhá. Ra bắt tay. Chị cảm ơn 15 tuổi. Ra, 15 tuổi. 15 tuổi rồi. 15 tuổi. Cầu chi hết cổ. Cái bốn nhỉ? Cho bà cầm tiền con nhá. Cháu xin cô. Bà này bà nào? Đây là bà nội. Vâng. Đưa bà cầm tiền đi, đưa bà cầm tiền đi. Đưa bà cất bỏ tiền nhé. Tuyệt vời quá. Đưa bà cầm cho. Cất tiền đi, vâng vâng. 15 năm tuổi con tâm nhỉ. Đấy, cho cháu này mới là người cầm tiền ở gia đình này. Vâng. Cháu này. Bộ to nhá, cỗ to nhá. Vâng. Ăn năm cái Tết nhá. Sau sinh nào. Cháu cảm ơn các chú nào, hô to lo nào, hô to lên nào. Cháu cảm ơn các cô chú. Cháu cảm ơn các
Rồi. Con cầm lấy nhá, con cầm lấy nhá. Cắt đi. Lại. Tao chiên táo thì có mua cho bạn trả luôn vô chi cho quốc tế nhá. Cho em ăn. Rồi, 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 cho xin nghỉ. Đây, bà ra kiểm, đang ra cảm ơn đây này. Bà ra cảm ơn đấy. Ta chưa? Cắt đi nhờ chưa? Cắt đi. Tiền vừa nãy đâu, tiền vừa nãy tôi đã rồi. Hết rồi này. Kiêng. Sao? 7 triệu. Em bảo nó bảo dạ. Bây giờ hết rồi nó mua phanh trồng ngô ấy. Bà đang ra cảm ơn các anh chị đây. Cái đây này, nếu mà cầm tiền là em này. Em này cầm tiền. Chị cả nhưng mà để nếu mà để em này cho các em nhá. Em này cầm tiền thì có nghĩa là khi ai tiêu tiền phải hỏi ý kiến hết chứ không được là bà lại không biết. Em nói thật với anh chị, bà lại không biết tiêu tiền. Bà không biết tờ nào 500 hay 200 nhưng các cháu thì biết. Và em luôn luôn nói là để các cháu quản hết. Rồi. Bà thì cũng là người sinh thành ra nhưng mà bà vẫn là đỡ đầu, nhưng mà cái vấn đề tiền nong phải đưa cho các cháu. Rồi, không rồi. Đôi khi bà lại nghe những lời dụ dỗ đường mật ở đâu về lại mất hết. Không đưa cho ai đâu nhá. Rồi. Thôi luôn xin chào nhỉ nhá. Rồi, chúc mừng nhá. Chị em ngoan nhá. Tuyệt vời quá, mua quà cho gia đình năm bà cháu mọi người ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nhưng mà thực sự là các cháu thiệt thòi anh chị ạ. Đã mất bố xong rồi mẹ lại bỏ đi lấy chồng nữa. Bây giờ thì cũng cái số tiền này dựa vào tất cả anh chú, cô chú mạnh thường quân tặng cho tôi chứ không có. Bản tin mà. Vâng mọi người ơi, thì đấy là một cái trận gọi là mưa quà đại tiệc ở trên bản Đế Chia này. Rất là cảm ơn các anh chị. Đấy, cảm ơn anh Thoa, chị Hương, cảm ơn đoàn các anh chị rất là nhiều. Đấy thì... quá tuyệt vời luôn. Đấy. Thì một lần nữa thì em Tuyên cũng xin gửi lời cảm ơn anh chị. Đấy. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chúc tất cả anh chị một sức khỏe mới, một hạnh phúc và gặp nhiều điều thành công. Đấy. Mong rằng mỗi năm ở lên với bà con một lần. Cho bà con có rất nhiều quà hơn nữa. Đấy. Còn mọi người thấy video của em Tuyên hay, ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhá. Còn bây giờ thì em Tuyên cùng bà con sẽ đưa anh chị ra ngoài xã Cán ạ. Vâng. Cảm ơn nhiều.